Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe địa hình BH của Tây Ban Nha, là dòng xe hãng Tây Ban Nha, khung nhôm nước sơn nguyên bản. Do là xe đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là trên phần khung của chiếc xe xuất hiện những vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Còn nhìn về tổng thể như các bác thấy trên hình, chiếc xe này còn cái độ mới nó rất là cao. Được trang bị bộ gạt đè sau là Shimano DOZ, gạt đĩa trước là Shimano Atus. Trên ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Shimano DOZ, tinh dầu Techo. Đây là cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Bánh bánh là 26 inch. Sau bi vòng mặt đạn. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 1m72-73 đi là phù hợp. Trang bị bộ đề sau DOZ với 10 tầng lít là 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ khác nhau, chuyển động chiếc xe rất là mượt mà. Và bên em đang bán chiếc xe này với mức giá là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.